Hi, xin chào các bạn. Đến đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Mercedes-Benz GLS chính là cái chiếc xe mà có thể nói là làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Và với cái chiếc xe 7 chỗ full size nhà Mercedes-Benz thì đây chính là cái chiếc xe mà bên Duy bán được nhiều nhất, hay là best seller luôn các bạn nha. Đó, nhưng đối với chiếc xe GLS ngày hôm nay, Duy muốn nhắc tới các bạn có một cái option. Phải nói là đây là một cái option mà Duy nghĩ là tất cả các anh chị khách hàng mà khi mua cái chiếc xe này đều thích các bạn nha. Đó là chính là cái phần ghế da nắp 3. Đó, thực sự về chiếc xe GLS 450 này thì Duy đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều rồi ha. Các bạn nào chưa xem lại cái clip review chi tiết về chiếc xe này thì Duy có thể để thêm cái link để cho các anh chị có thể là tham khảo lại ha. Nhưng ngày hôm nay Duy muốn giới thiệu cho các anh chị các bạn là chiếc xe GLS 450 màu đen, nội thất đen này bên Duy đang có sẵn hàng và giao xe ha, với cái nội thất rất là đặc biệt các bạn, nội thất da nắp 3. Đó, và với cái nội thất da nắp 3 này, bạn khi các bạn ngồi vào, chắc chắn một điều bạn chúng ta sẽ có một cái cảm giác êm hơn, mát hơn so với lại cái ghế da tiêu chuẩn trên cái xe GLS ha. Và với cái da nắp 3 này các bạn cũng được trang bị trên cái chiếc xe GLS 480 hoặc là cả chiếc xe GLS 600 Maybach luôn các bạn nha. Đó, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi gần hơn với nội thất của chiếc xe GLS 450 này. Các bạn có thể xem cái phần ghế da nắp 3 ha. Ngoài cái hình thức là nó sẽ đẹp mắt hơn các bạn, thì cái ghế da này các bạn sẽ thấy nè, nó có những cái lỗ li ti ở trên bề mặt da. Đó, và chiếc xe của chúng ta còn được trang bị thêm cái tính năng là sửa nóng ha. Đó, bạn thấy không, rất là giống như trên Maybach GLS 480 hoặc là GLS 600 các bạn. Chất liệu da là cùng một loại luôn ha. Và cái kiểu mai của cái ghế nó cũng sẽ cùng giống nhau luôn. Đó, các bạn sẽ thấy nè, cái kiểu mai nó sẽ khác so với lại cái ghế da tiêu chuẩn ha, nhưng mà nó sẽ giống ở trên cái ghế của Maybach GLS 480 hoặc là GLS 600. Đó, các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta có một cái nội thất là full đen luôn các bạn, là ghế da màu đen ha, táp lô màu đen, cũng như là cái trần xe cũng là màu đen luôn. Đó, khi chúng ta ngồi vào cái nội thất màu đen như thế này các bạn, thì có một cái cảm giác giống như là chúng ta đang ngồi ở trong một cái rạp chiếu phim ha, cũng có một cái cảm giác, có một cái không gian nó cũng rất là thú vị các bạn. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở cái khoang sau nha. Các bạn sẽ thấy khoang sau này ha. Nó chỉ khác cái Maybach của chúng ta là, Maybach của chúng ta là 4 ghế các bạn nha. Nhưng mà cái kiểu ghế, kiểu cách mai của cái ghế cũng như là cái thiết kế ở phần ghế da thì nó đều giống trên Maybach GLS 480 hết. Và với option ghế da nắp 3 này, các anh chị chỉ trả thêm là 130 triệu nữa ha. Và như nghĩ là với 130 triệu này thì các anh chị được một cái option là cái ghế da nắp 3 rất là giống như trên Maybach. Thì thật sự đây là một cái chiếc xe rất là đáng để được sở hữu các bạn ha. Đó, hầu như là tất cả những cái chiếc xe ở ngoài thị trường bên Duy giao ra đều là những cái option tiêu chuẩn thôi. Đó, nhưng đó, có thể chiếc xe GLS 450 này, đây là cái chiếc xe mà có thể nói là cuối cùng mà được trang bị cái ghế da nắp 3 này. Nếu các anh chị các bạn nào đang quan tâm tới chiếc xe GLS 450 hoặc là muốn sở hữu ngay cái chiếc xe này, thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.